Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ngôi sao truyền hình Mỹ đánh bại ung thư phố giai đoạn cuối, chìa khóa là hai điều đơn giản. Ung thư phố giai đoạn 4 được coi là không thể chữa khỏi. Các bác sĩ cho biết Behan chỉ còn sống được 3 tháng, nhưng ngôi sao này đã chiến thắng ung thư nhờ ăn uống và tập thể dục. Ngôi sao truyền hình Mỹ Behan Sa đã cống hiến cả cuộc đời để giúp đỡ những người khác khám phá ra yếu tố chiến binh trong chính con người mình và trong cả cuộc hành trình đầy khó khăn vất vả nhất trong cuộc đời họ. Ngôi sao truyền hình chương trình Love Intensity được chẩn đoán mắc ung thư phố năm 2007, căn bệnh tiếp tục tái phát và phát triển nặng thành giai đoạn 4 vào năm 2009. Với nghị lực phi thường, Behan đã chiến thắng căn bệnh ung thư giai đoạn 4 và sống khỏe mạnh đến hiện tại. Hai lần mắc ung thư và còn 3 tháng để sống sót. Vào giữa những năm 2000, Behan Sa là một ngôi sao đang nổi với ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Cuộc sống của một cô gái bận rộn với hàng loạt hợp đồng biểu diễn và công việc bartender ở tại quán bar của mình tại trung tâm Manhattan khiến cô cảm thấy hài lòng. Nhưng ở tuổi 33, Behan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phố. Mặc dù tin này như sét đánh ngang tai khiến cô suy sụp hoàn toàn, nhưng Behan đã quyết định chiến đấu chống lại căn bệnh. Tôi không muốn là một cô gái bệnh tật ở tuổi 33, Behan chia sẻ. Ngay sau đó, Behan đã chọn liệu pháp xạ trị và cơ thể cô phản ứng rất tốt với quá trình trị liệu, cô nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác về trở lại với cuộc sống bận rộn thường ngày. Những tưởng mọi thứ đã yên ổn, tuy nhiên, 2 năm sau, thời điểm chỉ vài tuần trước ngày kết hôn trọng đại của chính mình, Behan nhận được tin căn bệnh ung thư phố của cô tái phát. Thậm chí, căn bệnh đã tiến triển đến giai đoạn 4 và các bác sĩ cho biết cô chỉ còn 3 tháng để sống sót. Behan gần như chết đứng và không thể nghe được bác sĩ nói gì cho đến khi ông lặp lại lần nữa. Một cô gái ở độ tuổi 35 mắc ung thư phố giai đoạn 4 và chỉ còn 3 tháng để sống sót, bạn có tin vào phép màu, lúc đó, tôi không thể hiểu được tại sao cuộc đời tôi lại ngắn ngủi đến vậy. Liệu tôi có chết vì ung thư phố giống như mẹ tôi đã qua đời vì căn bệnh này 12 năm trước? Đó không phải là cuộc sống của tôi. Tôi vẫn còn ước mơ kết hôn và có con, đi khắp thế giới và hưởng thụ cuộc sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết đột ngột như vậy. Tôi luôn tự nhủ, đó không phải là cuộc sống của tôi. Đó không phải là tôi. Tôi là một chiến binh. Lời tuyên bố này cũng là khởi đầu của cuộc hành trình tìm kiếm sự can đảm, sức mạnh và ý chí chiến binh trong Behan để vượt qua căn bệnh quái ác. Behan tiếp tục tìm kiếm thông tin về căn bệnh. Cô đã gặp được một bác sĩ chuyên khoa về ung thư phố, chính bà là người tiếp thêm hy vọng cho cô. Vị bác sĩ này cho biết, một vài người có thể sống chung với ung thư phố giai đoạn 4 trong hơn 20 năm, nhưng một số người bỏ cuộc chỉ trong 3 tháng đầu. Với sự ủng hộ tuyệt vời từ gia đình, Behan quyết định tái điều trị ngay lập tức bằng hóa trị liệu. Mặc dù cô lo sợ nguy cơ mãn kinh sớm, nhưng Behan nhận ra rằng cuộc sống quan trọng hơn tất cả. Chìa khóa chiến thắng ung thư giai đoạn 4, chế độ ăn và tập thể dục. Với ý chí và nghị lực kiên cường, Behan cho rằng chiến thắng bệnh tật là mục đích sống và cô cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình như một thông điệp mạnh mẽ gửi đến những người cùng cảnh ngộ. Bắt đầu từ đó, cô đã tìm kiếm, đọc rất nhiều nghiên cứu và sách. Tất cả các thông tin cô tìm thấy đều dẫn cô đi đến cùng một cái kết, chế độ ăn và tập thể dục là chìa khóa đánh bại ung thư. Tôi thay đổi chế độ ăn hoàn toàn bằng cách kiêng các loại thịt, sữa, đường, bắt đầu kết hợp các loại nước trái cây, rau, gạo nâu và chất xơ. Là người thích ăn thịt gà và bít tết, Behan tự nhận cô cảm thấy rất khó khăn khi thay đổi chế độ ăn. Mặc dù cô biết rằng, chế độ ăn nhiều thịt đã khiến cơ thể cô bị tổn thương bởi hóa chất, hormone tăng trưởng và thuốc trừ sâu. Mỗi tháng, Behan tự kiềm chế bản thân kiêng thịt bằng cách thêm rau, đậu, ngũ cốc vào chế độ ăn uống hàng ngày. Càng ngày cô càng nhận ra, cơ thể mình cảm thấy no đủ, hài lòng mà không có thịt. Kèm theo chế độ ăn uống, Behan cũng thực hiện chế độ tập luyện 4 đến 5 lần mỗi tuần. Sau khi phát hiện tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ ung thư phố tái phát, Behan càng trở nên thận trọng và tuân thủ tập luyện một cách nhất quán. Bên cạnh đó, Behan còn nghiên cứu về châm cứu để tăng cường sức khỏe. Thi thoảng, cô vẫn nuông chiều bản thân bằng cách ăn ngọt, nhưng Behan tuyệt đối không vượt qua giới hạn và vẫn giữ đúng kế hoạch của mình. Tôi cũng nhận ra rằng, mình phải thay đổi suy nghĩ và thái độ. Thậm chí, Behan còn tìm cảm hứng từ câu chuyện chiến thắng số phận của Lance Armstrong trong Elizabeth Taylor. Nhờ thay đổi chế độ ăn, tập thể dục và lối sống lành mạnh, Behan không những vượt qua được 3 tháng cuối cùng của cuộc sống như các bác sĩ nói, mà 5 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phố, các kết quả kiểm tra cho thấy Behan không còn tồn tại mầm mống ung thư trong cơ thể. Behan cũng khuyên mọi người nên bắt đầu chụp nhũ ảnh ngực từ năm 30 tuổi và phải lắng nghe cơ thể mình.
bạn có thể tự kiểm tra ngực để phát hiện khối u sớm, chủ động đi khám và hỏi bác sĩ. Đừng ngồi chờ bác sĩ tự đến và nói về tình trạng của bạn, bởi đó là cuộc sống, sức khỏe của bạn. Hiện tại, cô đang tiếp tục cuộc hành trình giúp đỡ những người khác tìm thấy chiến binh trong chính họ, ngừng đau khổ trong im lặng, truyền cảm hứng cho người cùng cảnh ngộ. Bè Hang tin rằng, cô còn sống đến hiện tại chính là nhờ thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục, cầu nguyện và thiền định. Cô cũng nhận ra, quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật giúp cô mở lòng và dừng lại những đau khổ trong im lặng. Tất cả chúng ta đều có xu hướng giấu bệnh tật, nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ và cố gắng làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn, nhưng thực sự chúng ta chỉ đang đau khổ trong im lặng mà thôi. Đây cũng là lý do Bè Hang tạo ra trang web URAVKARRIUR.COM, chữa bệnh thông qua sự kết nối con người. Cô cho rằng, tất cả chúng ta đều cần một nơi mà mỗi người có thể dựa vào, được truyền cảm hứng và động lực, một nơi để chúng ta phụ thuộc và chữa lành các vết thương thông qua sự kết nối. Cho dù bất kỳ là ai đang phải đối phó với tình huống thay đổi trong cuộc sống hay những rắc rối hàng ngày, không ai phải chịu đựng điều đó trong im lặng. Căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4 là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi. Ung thư không chỉ là bệnh tật, đó là cuộc hành trình đã giúp tôi nhận ra tôi là ai. Không chỉ vậy, chính những quyết định thay đổi đã dẫn đường cho tôi bước đến sự vĩ đại và tìm ra phần chiến binh mạnh mẽ bên trong chính mình. Tôi quyết tâm tiếp tục sống và đó là những gì tôi đang làm theo Huffington Post Everyday Hea Bucineo. Theo Linh Chi, trí thức trẻ. Ha ha ha,